Đây các bạn nhìn xem đây, em quay qua xem nhá. Lớp sơn của bên nhà em làm thì rất là kỹ, hoàn thiện rất là kỹ luôn các bác. Vâng, xưởng bán đồ gỗ ra tận gốc xin kính chào quý khách. Và trong video clip ngày hôm nay thì bên nhà em xin giới thiệu tất cả các quý vị khách hàng một bộ sản phẩm nghê phượng cột 12. Hàng được làm từ chất liệu gỗ hương đá Nam Phi, vừa được bên nhà em sơn BOM xong. Thì trong video clip ngày hôm nay thì em xin giới thiệu các bác bộ sản phẩm này nó có gì đặc biệt. Thì các bác hãy bỏ ra khoảng vài phút để cùng với em đi vào bên trong ngắm các đường nét chi tiết của bộ sản phẩm này, và em sẽ báo giá công khai luôn cho các bác để các bác tham khảo và chiêm ngưỡng nhá. Thì bộ sản phẩm nghê phượng này thì bên nhà em làm bao gồm 6 món, gồm một chiếc đoạn dài và hai chiếc ghế đơn, ở giữa là một chiếc bàn to và giữa hai chiếc ghế đơn là một chiếc đôn kẹp cao, và đầu tiên đây là một chiếc đôn thấp. Bộ sản phẩm này thì bên nhà em làm là theo quy cách là hàng tuyển chọn gỗ, tuyển chọn vân. Vách là vách liền dày 3 phân, mặt thì dày 1 phân rưỡi, còn khuôn tranh thì dày 2 phân rưỡi. Đấy, thì bộ sản phẩm này thì giá cũ bên nhà em đang bán với giá là 46.800.000. Còn giá hiện tại em đang bán với giá ưu đãi cho những khách hàng nào xem được video clip này, giá giảm giá cho các bác chỉ còn 43.800.000 cho các bác nhá. Đây, đầu tiên thì em quay lại gần chiếc đoạn dài. Chiếc đoạn dài này bên nhà em làm với thông số kỹ thuật là cả phù bì dài, cả phù bì là rộng là dài 2m3, còn rộng là 63, cao từ chân tới trương là cao 1m36 các bạn. Cao 1m36 nha các bạn nhá. Đây, mẫu này thì mẫu là mẫu nghê phượng các bạn. Cột 12. Đây, cột 12 đây. Cột đây, cột là cột 12 các bạn nhá. Và sờ đây, bên em vừa sơn BOM xong, sờ luột chảy luôn các bạn nhá. Đây. Đấy, được làm từ chất liệu gỗ hương đá Nam Phi lục lõi 100% các bạn nhá. Trương đây. Đến với cái trương thì bên em đục là nghê bảo đỉnh ở trên đầu đây, nghê bảo đỉnh đấy, và bên hai bên ria đục hai con phượng hóa các bác nhá. Đấy, các bác nhìn xem đây. Cái mẫu nghê phượng này của bên nhà em làm thì các đường nét đục thì rất là sắc nét. Đấy, các bác nhìn xem đây. Đấy, hoàn thiện thì rất là kỹ luôn. Đấy. Vách thì bên nhà em làm là vách liền một tấm rồi các bạn. Vách liền một tấm và được chạm khắc đục là tam sư vần cầu. Đây, các bác nhìn xem đây. Em quay qua xem nhá. Lớp sơn của bên nhà em làm thì rất là kỹ, hoàn thiện rất là kỹ luôn các bác nhá. Còn ở dưới bên nhà em đục khổ phù. Đây. Gỗ hương đá thì thuộc loại gỗ mà tốt nhất của dòng Nam Phi đây rồi. Các bác dùng càng lâu thì giá trị sẽ càng cao. Ưu điểm của gỗ hương đá đây thì các bác nhìn thấy tom gỗ rất là mịn. Còn gỗ thì cực kỳ đều mò, vân veo rất là đẹp. Đấy, tay nghê thì bên nhà em làm tay nghê ghép nha các bác nhá. Tay nghê ghép. Đây, quay cho các bác xem. Mặt thì bên nhà em làm là xẻ nguyên một tấm và làm dày là 1 phân rưỡi. Dày 1 phân rưỡi các bác nhá. Còn khuôn tranh thì làm dày là 2 phân rưỡi. Cổ chỉ yếm bên nhà em đục là đục sen dẹo và yếm làm dày là 2 phân. Chân thì bên nhà em làm là chân 12 và được đục là đục đầu lân chân móng. Đây, quay cho bác xem mặt so đây. Vân veo bộ sản phẩm này thì rất là đẹp. Mặt so nha các bác nha. Mặt so thì đẹp không có gì mặt trước. Đấy, các bác nhìn xem đây. Các bác nào mà có những bình luận đóng góp ý kiến gì ấy, thì hãy comment ở dưới phần bình luận ý kiến giúp em nhá. Để em có thể nhìn thấy phần bình luận ý kiến của mọi người ạ. Đây là tổng quan chiếc đoạn dài đây, quay cho bác xem đây. Đấy, hàng được sơn BOM O7, dòng sơn mà tốt nhất của Đài Loan hiện nay rồi. Được rất nhiều nhiều người tin dùng và sử dụng các bạn. Và đến với cái mặt. Mặt bàn thì bên nhà em làm là mặt bàn đục trơn và làm là xẻ nguyên một tấm, dày 1 phân rưỡi. Đấy, còn kích thước của cái bàn là bên nhà em làm là rộng 63 và dài 1m33. Mặt bàn đây, bàn thì bên em cũng làm là hai ngăn kéo để cho các bác kéo ra cái vào đồ nhá. Rất là tiện. Cổ chỉ yếm đục một tầng đục sen dẹo. Đó, yếm đục hoa là tây. Còn chân thì bên em đục là đầu lân chân móng. Ưu đãi cực lớn cho các bác nào mà xem được video clip này. Đấy, bộ sản phẩm này thì bên nhà em là đang chưa có chủ sở hữu nha các bác nhá. Các bác hãy nhanh tay liên hệ qua hotline số điện thoại của em để sở hữu một bàn ghế nghê phượng hàng VIP này. Và số điện thoại của em đây 0961190000 nha các bác nhá. Còn đây, và đến với hai chiếc ghế đơn thì bên em làm với cùng một thông số kỹ thuật là rộng 63 và sâu là 88, cao là 1m35. Cao 1m35 là kích thước cả phù bì. Đây, cột thì là cột 12 rồi các bạn. Cột 12 đây. Sờ thì lột chảy luôn các bạn. Vân veo rất là đẹp bộ sản phẩm này. Đấy. Còn là trương thì bên em cũng đục là trương đục nghê đỉnh ở trên đầu và hai bên ria đục hai đầu rồng. Đấy, dưới đục hổ phù. Đấy nhá, quay cho các bác xem nhá. Cái lớp hoàn thiện của bên nhà em nó khốc cách đây thì làm rất là kỹ. Còn gỗ thì lục lõi xỉ đét 100% chất liệu gỗ hương đá. Vách thì vách đục tam sư vần cầu, vách làm vách liền dày 3 phân. Vách liền dày 3 phân các bạn. Tay nghe bên nhà em làm tay nghe ghép. Bộ sản phẩm này làm là theo thông số kỹ thuật của hàng phổ thông các bác nhá. Nhưng mà bên nhà em làm là hàng trộn gỗ trộn vân. Đấy. Mặt thì làm dày 1 phân rưỡi này, xẻ nguyên một tấm này. Khuôn tranh với cả yếm làm vén cong và làm khuôn tranh dày 2 phân rưỡi. Cổ chỉ yếm đục một tầng đục sen dẹo, yếm đục hoa lá tây. Đấy. Và chân bên nhà em làm là chân 12.
đục đầu lân chân móng. Đây, quay cho các bác xem tổng quan chi tiết của hai chiếc ghế đơn này. Rất là đẹp trong một bộ sản phẩm Nghê Phượng này. Đấy, giá thành này cực kỳ hợp lý luôn các bạn cho bộ sản phẩm này. Đấy, bên nhà em chỉ còn một bộ duy nhất thôi các bác nhá. Đấy, bán với giá ưu đãi cho các bác nào xem được video clip này. Đấy, đôn thì bên nhà em làm với thông số kỹ thuật là đôn là 38-48, mặt đôn thì làm sẻ nguyên một tấm, làm dày là 1 phân rưỡi, còn khuôn tranh dày 2 phân rưỡi. Đôn cũng là đôn ngăn kéo để cho các bác kéo ra vào đây để các cái đồ dùng dụng cụ như là trà đấy, các cái đồ ấy, các bác để đây rất là tiện. Còn chỉ làm một tầng này đấy. Chân đục đầu là chân móng. Đây, sờ thì luôn chảy luôn các bác nhá. Lớp sơn thì em làm rất là kỹ. Ghế đơn này, hai ghế đơn. Và đến sản phẩm cuối cùng là một chiếc đơn thấp. Chiếc đơn thấp này bên nhà em làm với thông số kỹ thuật là rộng 38-38 các bác nhá. 2 chiều 38. Và mặt đôn thì cũng làm sẻ nguyên một tấm, mà làm dày là 1 phân rưỡi. Khuôn tranh dày là 2 phân rưỡi. Và em xin báo giá công khai với mọi người một lần nữa là một bộ sản phẩm Nghê Phượng cột 12, gỗ hương đá hàng đẹp này. Bên nhà em đang bán với giá ưu đãi cực lớn, giá chỉ có 43.800.000 thôi các bác nhá. Giá đã bao gồm là hoàn thiện kỹ đẹp rồi, miễn phí vận chuyển trong bán kính 50 km, tặng các bác kính bàn kính đôn trả tận nhà các bác nhá. Các bác hãy nhanh tay liên hệ qua hotline của em để được sở hữu một bộ bàn ghế Nghê Phượng hàng vi, hàng đẹp của hương đá này nhá. Đấy, điện thoại của em này, số thoại là 0961 19 000. Và muốn đến trực tiếp cơ sở nhà em để xem hàng là địa chỉ nhà em đang quay là cạnh cái xăng Cầu Bài, thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đấy, còn cơ sở 2 của nhà em đây là ở nhà máy xử lý rác nhiệt phân Brahma Đông Anh, đường Cái Lam Hà, Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Đấy, các bác hãy đến trực tiếp cơ sở nhà em để xem các mặt hàng đang ở tại xưởng nhà em nhá. Đấy. Và các bác nào có những bình luận đóng góp ý kiến gì thì hãy comment ở dưới phần bình luận ý kiến giúp em nhá, để em có thể nhìn thấy phần bình luận của mọi người. Và chế độ bảo hành của bên em là bảo hành cho các bác về 50 năm về chế độ chất lượng của sản phẩm, thì các bác có thể yên tâm dùng đồ gỗ nhà em ạ. Và em xin dừng video clip tại đây và xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin chào.